Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn và review cho các bạn về một phần mềm có tên là Fastone Capto. Đây là một phần mềm chuyên dùng để quay video, chụp hình. Nói chung là nó là một phần mềm rất là nhỏ gọn. Mình rất yêu thích phần mềm này tại vì tính năng của nó rất là ok. Còn thêm một điều nữa là nó rất là nhỏ gọn, không có chiếm lưu lượng trên cài đặt của các bạn. Thì điều đầu tiên là mình sẽ nhấn cho các bạn về cách cài đặt phần mềm này. Thì các bạn vui lòng theo dõi thao tác của mình để các bạn có thể là thực hiện lại cho đúng. Đây là một phần mềm mình rất ưa thích tại vì nó là một phần mềm rất là hữu ích về việc chụp hình và quay phim trên màn hình. Nó là một phần mềm rất là nhỏ gọn. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó như thế này. Đây là giao diện của phần mềm Fastone Capto mà mình đang review và hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Thì các tính năng của nó là nó có đầy đủ các tính năng cho một nhu cầu về việc chụp hình cũng như quay phim. Thì mình sẽ show các tính năng, tất cả các tính năng hiện có trên các phần mềm này. Các bạn vui lòng theo dõi thao tác của mình để các bạn có thể là hình dung ra những cái tính năng cũng như là công dụng mà phần mềm nó đã tích hợp. Đây là một phần mềm tính phí nha các bạn. Nói chung là cái phần mềm này là mình thấy là nó rất phù hợp với cái nhu cầu sử dụng về việc chụp hình cũng như là quay phim trên màn hình. Và nó là một phần mềm tương đối hữu ích đối với các bạn mà sử dụng những cái máy tính có cấu hình yếu mà có nhu cầu sử dụng thì nên sử dụng phần mềm này. Một phần mềm là tương đối hữu ích cho người sử dụng tại vì nó đầy đủ các tính năng cần thiết cho một nhu cầu về việc chụp hình cũng như quay phim mà nó tương đối nhỏ gọn và dễ sử dụng. Ngôn ngữ chính của nó là ngôn ngữ tiếng Anh nha các bạn. Các bạn vui lòng theo dõi thao tác của mình để các bạn có thể là
hình dung ra những cái tính năng cũng như là công dụng mà phần mềm nó đã tích hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi nói chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.